Hello everybody, it's Simon again and welcome back to my channel. Hi, xin chào các bạn. Rất vui được gặp các bạn ở bài giảng thứ hai của mình. Thì ở bài giảng trước mình đã khai quát cho các bạn về ý nghĩa cũng như là tại sao chúng ta cần phải học pronunciation tốt. Thì để cải thiện khả năng tự tin hơn, chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý tới pronunciation, đúng không nào? Vậy thì ở bài giảng hôm nay Hiếu sẽ đi sâu hơn một chút về pronunciation là gì, và chúng ta sẽ cùng nhau học về hai phụ âm đầu tiên trong tiếng Anh, đó là và các bạn đừng rời mắt khỏi video nhé. Hôm nay chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu mình sẽ đi sâu một chút, kỹ một chút hơn nữa về pronunciation, okay. Và phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đọc và ứng dụng của âm. Phần thứ ba chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách đọc và ứng dụng của âm. Ok, let's go. Bước vào phần đầu tiên của bài học hôm nay, Hiếu muốn hỏi các bạn một câu, đó là bộ phận nào là bộ phận cấu tạo nên âm? Bộ phận cấu tạo nên âm sẽ bao gồm các thành phần như sai hay là không chính xác, thì chỉ đơn giản đó là tại vì cách đặt của các bạn đơn giản từ trước tới giờ, thói quen đã sai rồi, nên có thể là việc bạn phát ra âm đó không còn chính xác nữa. Vậy thì điều đơn giản có thể làm đó là đặt khẩu hình sao cho chính xác. Và các bạn ngay bên cạnh Hiếu đây, đó chính là bản phiên âm quốc tế IPA. Bản này bao gồm 44 phiên âm và được chia thành hai phần lớn, đó là phụ âm và nguyên âm. Về phần phụ âm chúng ta có 24 phiên âm phụ âm, và phần ở trên đó là chúng ta sẽ còn lại là 20 nguyên âm. Nguyên âm thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra đổi thành nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu về phụ âm trước, vì đa phần phụ âm chiếm phần lớn và rất là nhiều trong các từ mà chúng ta gặp hàng ngày. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hai âm đầu tiên trong phụ âm nhé, đó là âm p và v. Đây chính là hai âm môi môi. Ở âm p chúng ta đã hiểu rõ rồi. Đây, âm p có nghĩa là chúng ta sẽ dùng âm môi môi, có nghĩa là các bạn sẽ chủ yếu dùng phần môi trên và môi dưới của mình để tạo nên âm cho chính xác. Vậy thì cách đặt như thế nào? Các bạn hãy quan sát kỹ Hiếu làm nhé. Chúng ta sẽ dùng môi trên và môi dưới của mình để tạo âm này. Lưu ý đây là âm hộp vô thanh, nên các bạn chú ý không được để thanh quản của mình hoạt động quá nhiều, sẽ gây ra phát âm sai về âm nhé. Rồi bây giờ nó sẽ làm mẫu, dùng môi trên và môi dưới biếm chặt vào nhau, dùng hơi ở trong cuốn họng và đẩy hơi ra ngoài. Rất là đơn giản không nào? Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số ví dụ về âm put, put, happy, happy, passport, passport. Về âm bờ cũng tương tự như là âm, chỉ khác ở chỗ đây là âm có thanh, là âm hữu thanh, nên các bạn hãy chứa sử dụng phần thanh quản của mình nhiều một chút để tạo nên phát âm đúng cho phiên âm này. Vậy thì rất đơn giản thôi, các bạn hãy tập trung xem Hiếu làm nhé. Nó sẽ cũng dùng hai môi, môi trên môi dưới. Nhưng mà các bạn lưu ý không biếm chặt môi nhé. Ở đây chúng ta sẽ dùng thanh quản nhiều hơn để phát ra âm thanh bờ, bờ, bờ. Chúng ta hãy cùng xem một số ví dụ về âm bờ nhé. Back, back. Rubber, rubber. Bright, bright. Và đây chúng ta sẽ có một bài so sánh về sự khác nhau giữa b. Các bạn cùng lắng nghe thật kỹ và nhận rõ sự khác biệt của hai âm này nhé. Listen and repeat each word twice. 1. Pan, pan. 2. Peace, peace. 3. Repair, repair. 4. Type, type. 5. Bake, bake. 6. Ban, ban. 7. Maybe, maybe. 8. Robe, robe. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong buổi học của ngày hôm nay rồi. Về phần bài tập về nhà, Hiếu có đưa cho các bạn một file Word và file audio. Trong file Word chúng ta có 2 exercise. Và trong exercise 1 các bạn sẽ dùng audio để lắng nghe các sentences. Ok? Và phần exercise 2 các bạn lưu ý làm theo những cái hướng dẫn của Hiếu đã ghi rõ. Trong exercise 2 các bạn ghi âm gửi theo địa chỉ email của Hiếu đã đính kèm trong exercise 2 rồi. Hiếu đã ghi rõ trong exercise 2 và sau đó sẽ nhận và feedback cho các bạn để giúp các bạn có thể ngày ngày cải thiện âm của các bạn tốt hơn, với các bạn tự tin hơn với pronunciation của các bạn nhé. Và đó là tất cả những kiến thức Hiếu muốn truyền đạt cho các bạn vào ngày hôm nay. Hy vọng những kiến thức ít ở đó sẽ giúp cho các bạn cải thiện khả năng phát âm của các bạn nhiều hơn, giúp các bạn tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh nhé.